Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube em Mai Mộng Miền Tây Sống ở Sài Gòn. Mọi người cùng ăn mận với một cái cây với Mai Mộng nha. Mình sẽ bột chơi ngọt mọi người, hai cả nhà ăn với mọng. Nó lâu mà ăn mặn á mọi người, bây giờ nó bị sặc. Sữa là giúp sữa lớn, mời cả nhà yêu ăn cái cây với mọng. Mình cứ sữa mình để mình tủ lạnh đó. Mến mời cả nhà ăn sao chế mà ngon. Sao chơi này là chín cây á mọi người, chín cây á mọi người, nó còn mấy cái cám nó ngọt không. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube em Mai Mộng Miền Tây Sống ở Sài Gòn. Mai Mộng mời mọi người cùng ăn cái cây với Mai Mộng. Cái này chắc chưa chín dữ mọi người, ăn cho bị chát quá, chưa chín. Nó tưởng nó chín rồi, mà chắc chưa chín đó. Chắc bị chát quá, chưa chín dữ. Ăn thử. Mời cả nhà cùng ăn trái cây với mọng.